Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Nga giáng đòn tên lửa vào cơ sở chiến lược quan trọng của Ukraine. Ukraine tiếp tục tấn công bán đảo Crimea bằng tên lửa tầm xa ATACMS. UAV Ukraine bắn nổ kho đạn và trạm radar của Nga ở Sumy. Moscow nói Kiev mất thêm 60.000 lính. Đặc nhiệm Ukraine chặn quân Nga ở Donetsk. Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga. Bây giờ là tin chi tiết. Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các cơ sở chiến lược quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine, viết tắt là AFU, tại Dnepropetrovsk và Kryvyi Rih. Trong hoạt động này, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723-1 của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander. Theo các nguồn tin của Nga, các hệ thống phòng không của Ukraine là NASAMS và Ariste, SLM, được triển khai gần các thành phố này đã không thể chống lại tên lửa 9M723-1. Sở dĩ như vậy bởi các trạm radar chức năng MPQ-64F1 và TRML-4D, vốn là một phần của các tổ hợp trên, có tầm quan sát độ cao hạn chế, tên lửa 9M723-1 lao xuống với tốc độ 850-900m/s ở góc độ 87-90 độ, nên việc đánh chặn chúng rất khó khăn. Phía Nga cho biết cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng và căn cứ quan trọng của Ukraine gây ra thiệt hại đáng kể, đồng thời cản trở hoạt động của quân đội Ukraine trong các khu vực này. Các quan chức Ukraine vẫn chưa lên tiếng về mức độ thiệt hại, nhưng một số nguồn tin địa phương cho biết đã có nhiều vụ nổ và vụ hỏa hoạn xảy ra tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Zavohaev cho biết vào đêm ngày 1 rạng sáng ngày 2 tháng 8, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào bán đảo Crimea. Các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 mục tiêu trên không ở Sevastopol. Sáng 2 tháng 8, ông Mikhail Zavohaev viết trên Telegram, Ukraine đã tấn công Crimea bằng tên lửa ATACMS. Một phần đầu đạn của tên lửa bị bắn rơi đã xuyên qua mái nhà và mắc kẹt tại tầng kỹ thuật của tòa nhà 9 tầng trên phố Ostrikov, Sevastopol. Theo quan chức này, tòa nhà và các khu vực xung quanh đã bị phong tỏa. Cư dân được sơ tán đến một địa điểm tạm thời cho đến khi đầu đạn của tên lửa tầm xa ATACMS được vô hiệu hóa. Hiện giới chức Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. ATACMS được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS, có khả năng vô hiệu hóa các cơ sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí, đạn dược của đối phương. Nhà Trắng xác nhận cung cấp ATACMS lần đầu cho Ukraine vào tháng 10 năm 2023. Phiên bản ATACMS được gửi tới Ukraine là MGM-140A, có tầm bắn 165 km. Tên lửa này có khả năng giải phóng 950 quả đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn. Hồi tháng 3 năm nay, có thông tin cho biết Ukraine nhiều lần đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa, có tầm bắn 290 km. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc thời điểm đó cho rằng quân đội Mỹ không thể cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa nguyên bản vì phải đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Theo Defense Express, trong ngày 1 tháng 8, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để bắn nổ các kho đạn, trạm radar và cứ điểm quân sự của Nga ở vùng Sumy. Đợt tập kích do nhóm tác chiến Athena thuộc quân đoàn quốc tế thực hiện. Trong đoạn video, các UAV FPV đã tấn công chính xác vào một kho đạn, một trạm radar tác chiến điện tử và một cứ điểm tập trung nhân lực của đối thủ, phía Ukraine cho biết. Giới quan sát nhận định, các đợt tập kích UAV chính xác của Ukraine đã làm gián đoạn quá trình tiếp tế của Nga, đồng thời giảm tải sức ép cho lực lượng phòng thủ trên tiền tuyến. Mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công bố báo cáo về tổn thất của Nga trong tháng 7. Theo đó, Moscow đã mất 35.680 binh lính, 300 xe tăng, 653 xe bọc thép, 1.520 hệ thống pháo, 33 hệ thống phòng không, 2.103 xe quân sự và 265 xe cơ giới. Ngoài ra, lực lượng phòng không Ukraine cũng đánh chặn thành công 1.348 UAV và 74 tên lửa được Nga triển khai trong tháng 7. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 60.000 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với các lực lượng Moscow vào tháng 7.
Hãng thông tấn TASS trích dẫn dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga thống kê, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7, Ukraine đã mất tới 9.875 binh sĩ trên mọi mặt trận. Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7, tổn thất của Kiev đã lên tới 14.070 quân và từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 7 là 13.075 quân. Số trường hợp thiệt mạng thậm chí vọt lên tới 23.610 lính từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 7. Theo nhà chức trách Nga, các con số trên đã khiến tổng số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong tháng 7 là 60.630 người, tương đương Kiev mất khoảng 2.000 quân trên một ngày. Tổn thất tập trung ở các khu vực đang có giao tranh với các nhóm chiến đấu miền Nam và miền Tây của Nga. Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các số liệu do phía Nga công bố. Theo Pravda, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine SOF vừa công bố một đoạn video ghi lại cảnh các đơn vị thuộc Trung đoàn biệt kích số 8 của SOF ngăn chặn quân đội Nga đột phá vào một khu định cư ở khu vực tiền tuyến Donetsk thuộc miền đông Donetsk. Đoạn video đã cho thấy mức độ giao tranh ác liệt giữa hai bên. Đối phương đang đếm số thương vong của mình, trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục hành động, trích tuyên bố ngày 1 tháng 8 của SOF. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh thông tin trên một cách độc lập. Theo tờ Kyiv Independent, ông Andriy Yusov, phát ngôn viên tình báo quân sự Ukraine cho hay, Nga đã sử dụng số lượng đáng kể UAV đánh lạc hướng được thiết kế để thăm dò hệ thống phòng không Ukraine, thay vì tiêu diệt các mục tiêu trong cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong đêm 30 và rạng sáng ngày 31 tháng 7. Ông Yusov nhấn mạnh, UAV đánh lạc hướng không có bộ phận nổ. Mục tiêu của Nga là khám phá và làm kiệt sức các hệ thống phòng không của Ukraine. Đây cũng không phải là chiến thuật hoàn toàn mới. Các lực lượng an ninh, quốc phòng Ukraine đã và đang luyện tập để đối phó hiệu quả với những thách thức này, ông Yusov nói. Trước đó, không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 89 UAV Shahed và một tên lửa KH-59 được Nga phóng vào Ukraine. Giới chức thành phố Kiev cho biết đây là đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất của Nga vào thủ đô Ukraine trong năm nay. Theo đó, hơn 40 UAV Nga đã bị phá hủy trong không phận Kiev và các khu vực lân cận. Trong khi đó, ông Vladislav Vlasiuk, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, nhận định quân đội Nga đã sử dụng loại UAV mới mang tên Jebera trong cuộc tấn công trên. Ông Vlasiuk nói thêm, UAV Jebera là phiên bản có giá rẻ hơn của UAV Shahed. Theo Defense Express, UAV Jebera của Nga được sản xuất theo 3 phiên bản bao gồm trinh sát, tấn công tự sát và làm mồi nhử. Tầm hoạt động của UAV này ước tính là khoảng 300 km, khi chúng không mang theo đầu đạn. Trong đó, biến thể UAV Jebera làm mồi nhử có chi phí sản xuất giá rẻ, nhưng sẽ buộc quân đội Ukraine phải sử dụng loạt đạn phòng không đắt tiền để đánh chặn. Hồi đầu tháng 7, ông Andriy Cherniak, phát ngôn viên cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng cho biết, Nga đã bắt đầu sử dụng một loại UAV mới hoạt động như mồi nhử và có giá rẻ để xác định vị trí các hệ thống phòng không Ukraine. UAV cũng đã trở thành công cụ quan trọng đối với quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Hanna Hovodia từng cho biết, Kiev có năng lực sản xuất hơn 3 triệu UAV mỗi năm, nhưng cần nguồn tài chính từ các đối tác nước ngoài. Chiến sự giữa Nga và Ukraine, cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến thứ hai, đã trải qua 2 năm rưỡi và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp. Vẫn có tỷ lệ lớn người dân Ukraine phản đối nhượng lãnh thổ cho Nga, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cũng như các bình luận gần đây của giới lãnh đạo nước này phản ánh sự thay đổi có thể cảm nhận được trong vấn đề hòa đàm. Bà Olga Prachenko cầm tay người mẹ già 85 tuổi khi hai người cùng nhìn vào đài tưởng niệm tạm thời trên cỏ ở trung tâm thủ đô Kiev, trong đó mỗi lá cờ xanh vàng gắn với một tên người lính Ukraine đã tử trận trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Họ thường tới quảng trường Mandan dành thời gian nghĩ ngợi về những người đã chết vì chiến tranh. Prachenko, 61 tuổi, cho biết bà không ưa Kremlin nhưng cũng hy vọng hai bên sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình. Bà nói, thà có một nền hòa bình tệ hại còn hơn là một cuộc chiến tốt. Mỗi lúc một mệt mỏi hơn vì xung đột,
Giờ đây nhiều người Ukraine cởi mở hơn với ý tưởng đạt được hòa bình thông qua đàm phán. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, một cuộc điều tra xã hội do hãng truyền thông Ukraine ZN thực hiện cho thấy khoảng 44% dân thường Ukraine mong muốn khởi động đàm phán chính thức với Nga. Vào ngày 23 tháng 7, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev công bố kết quả thăm dò cho thấy gần 1/3 số người Ukraine đồng ý nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy việc chấm dứt xung đột vũ trang. Con số như này là gấp hơn 3 lần con số năm ngoái 2023. Nadia Ivachenko, 28 tuổi, một nhân viên tín hiệu đường sắt ở tỉnh Kirovohrad, miền trung Ukraine, cho biết chồng cô đã chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu tiến công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cặp đôi này có một đứa con trai 5 tuổi, thằng bé chưa được gặp cha trong gần ấy năm. Ivachenko nói, nhiều người chết như vậy, để làm gì chứ? Tôi muốn mọi thứ kết thúc. Dẫu sao, tôi cũng có một cậu con trai. Tôi không muốn cháu nó lớn lên trong thời chiến như hiện nay. Đối với Ukraine, năm thứ ba của cuộc xung đột thật khủng khiếp. Quân Nga đang nhích lên từng bước sau mỗi ngày. Ukraine vẫn chưa thể tiến hành một chiến dịch phản công nào thành công kể từ năm 2022. Đất nước lại thường xuyên bị mất điện và tỷ lệ tử vong gia tăng. Sự ủng hộ của phương Tây dường như khó dự đoán, đặc biệt nếu ứng viên Tổng thống Mỹ Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Đức sẽ cắt giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine nếu dự thảo ngân sách 2025 của họ được thông qua. Theo thăm dò của Viện Kiev, sự thay đổi thái độ trong năm qua là rõ nhất ở miền nam Ukraine, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ hoặc ủng hộ nhượng bộ một phần lãnh thổ hoặc không có quan điểm rõ ràng. Chỉ 46% số người được khảo sát là nói rằng họ phản đối nhượng bộ. Số người phản đối cách đây một năm là 86%. Mykola, 33 tuổi, cư dân vùng Odessa, người giấu phận họ của mình do đang tránh quân dịch, nói rằng anh ta có thể hình dung việc nhượng bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát hoặc khu vực gần thành phố Lugansk ở đông Donbass như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga. Cuộc thăm dò dư luận của Viện Xã hội học nói trên không xác định rõ mức độ nhượng bộ là bao nhiêu và liệu bộ phận lãnh thổ của Ukraine sẽ được nhượng chính thức hay chỉ để Nga tạm thời kiểm soát. Giám đốc điều hành của Viện, Aston Kuretsky, cho biết dù sao thì ngày càng có nhiều người Ukraine sẵn sàng cho kịch bản hòa bình với Nga. Theo ông, lý do chính là các kỳ vọng của người dân Ukraine từ năm ngoái đã tan vỡ khi chiến dịch phản công của quân đội Ukraine cơ bản thất bại và viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn. Quốc tế đang gia tăng áp lực lên cả Nga và Ukraine, yêu cầu hai nước tiến tới một thỏa thuận nào đó, mặc dù các chuyên gia đánh giá rằng cả hai đều chưa sẵn sàng. Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea, theo Deep State. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông sẽ chỉ ra lệnh ngừng bắn và bước vào đàm phán với Ukraine nếu nước này rút quân khỏi những khu vực mà Nga đã tuyên bố chủ quyền, nhưng vẫn chưa giành được sự kiểm soát hoàn toàn. Ông Putin cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ mong muốn gia nhập khối quân sự NATO. Về phần mình, Ukraine có yêu sách này của Nga là yêu cầu đầu hàng. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông muốn Ukraine trở lại đường biên giới năm 1991 và có một suất trong NATO. Nga không được mời tới Thụy Sĩ dự thượng đỉnh hòa bình quốc tế đầu tiên về Ukraine hồi tháng 6. Có sự tham gia của đại diện 92 quốc gia, hội nghị này thúc đẩy tầm nhìn của Ukraine về cách thức kết thúc xung đột với Nga. Nhưng cũng từ sau hội nghị này, Ukraine công khai gửi tín hiệu rằng Nga nên dự hội nghị hòa bình kế tiếp. Trả lời phỏng vấn của BBC, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ có giải pháp ngoại giao. Tháng 7 này, Ngoại trưởng Ukraine có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc để bày tỏ nước này sẵn lòng để cho Trung Quốc đóng vai trò mang tính chất trung tâm hơn trong đàm phán hòa bình. Mới đây, Ukraine đã mời nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đi thăm Kiev. Nga cho tới nay vẫn chưa cam kết tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai. Nhưng trong các tuần gần đây, Kremlin cũng bắn tín hiệu rằng
họ có thể ngồi vào bàn đàm phán ngay cả khi Kiev không đáp ứng các yêu sách do ông Putin đưa ra hồi tháng 6. Ngày 1 tháng 8, trả lời phỏng vấn đài phát thanh Komolskaya Pravda, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga vẫn để ngỏ các phương pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Peskov cho biết, nước Nga và Tổng thống Putin đã nói về điều này hơn một lần. Phía Nga đã và vẫn để ngỏ các phương pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết xung đột. Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga sẵn sàng đàm phán. Đây là cách ưu tiên để giải quyết vấn đề và đạt được các mục tiêu của phía Nga. Ông Peskov nhấn mạnh, trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Nga Putin đã cố gắng bằng nhiều cách để kêu gọi tập thể phương Tây đàm phán. Nga cũng đã chuẩn bị các dự thảo tài liệu liên quan để trên cơ sở đó tiến hành thảo luận về những lo ngại của Nga trong lĩnh vực an ninh. Nhưng rất tiếc, tất cả đã đều bị từ chối. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.